Rồi, ok, mình qua part 4, question 21 to 27. Bữa nay mình sẽ đọc một bài báo về Reva Pastor, who work on music program on television, and then answer the question. Không phải là trả lời right, wrong, or sincere nữa ha, mà mình sẽ là cái dạng câu hỏi là multiple choice. Bạn dạo qua trước là câu 21, what were the first job Rita wanted to have when he was younger? Cái nghề nghiệp, cái công việc đầu tiên mà Rita muốn làm là cái gì khi mà anh ấy còn trẻ? Mình có ba nghề là cầu thủ đá banh, phi công và ca sĩ. Rồi đọc trong bài kiếm thông tin trả lời ha. In 2006, Rita Pastor started working for a music company. And 3 years later, in 2009, got a job on the music television channel Rock TV. Năm 2006, Rita Pastor bắt đầu làm việc cho một cái công ty âm nhạc. 3 năm sau đó, năm 2009, thì anh ấy có một cái công việc ở trên cái chương trình TV, cái kênh TV về âm nhạc là Rock TV. Ok, Rita enjoyed working on television, but when he was younger, he wanted to fly a plane. Rita thì thích làm việc trên TV, nhưng khi anh ấy còn trẻ, anh ấy đã muốn lái máy bay. Vậy câu 21 mình sẽ trả lời khi anh ấy còn trẻ thì anh ấy muốn trở thành gì các bạn? Ở đây là phi công ha, lái máy bay là phi công á. Ok. Rồi tiếp tục câu 22. What did Rita boss at Rock TV say about him? Là ông sếp của Rita ở tại cái chương trình mà Rock TV này nè, đã nói gì về anh ấy? Rồi mình đọc tới khúc nào mà có sếp á, thì mình ngừng lại mình trả lời thôi. Later he become more interested in football. Sau đó thì anh ấy quan tâm hơn đến đá banh. But Rita have always loved music, so he tried to get work with Rock TV. Vì vậy, nhưng mà Rita thì luôn yêu thích âm nhạc và anh ấy cố gắng có cái công việc với lại Rock TV. He boss said he gave him the job because he wanted more than anybody else. Sếp của anh ấy nói rằng ông ấy đưa cho anh ấy, he đầu tiên này nè là he boss ha, còn him ở mé sau này chính là Rita, Riva Pastra này. Rồi như vậy ông sếp ông mới nói là ông đưa cho Riva Pastra cái công việc này bởi vì anh ấy muốn nó hơn bất kỳ người nào khác, tức là he ở đây lại tiếp tục là Riva Pastra. Vậy mình trả lời cho câu 22. Lý do tại sao ông sếp này nè ông nói về cái Ravi này ở tại cái chương trình Ravi asked for a job at Rock TV more than once, là Ravi này đã yêu cầu hoặc là hỏi cái công việc ở trên cái chương trình Rock TV hơn một lần. Không có nói ha. There were other people better than Ravi. Có cái người khác giỏi hơn là Ravi. Không có nói ha. Câu C, Ravi showed him how much he wanted the job. Ravi đã cho anh ấy thấy rằng anh ấy muốn cái công việc này như thế nào. Vậy him này bây giờ ngược lại ha, Ravi là cái Ravi ở đây, nhưng mà show him, him ở đây là he boss đó, các bạn. Ok, Ravi boss, how much he này lại tiếp tục là Ravi wanted the job. Cái dạng này nếu mà bạn viết á, hành văn của người ta vậy ta chơi đánh đố mình, chứ còn nếu mà mình á, là mình sẽ phải tìm cách mình làm viết cho nó rõ ra, chứ đọc hi hồi rối không hiểu ai là ai hết ha. Rồi tiếp tục. When he started at Rock TV, Ravi arrived first at the office and were the last to leave at 10 in the evening. Now he started a bit later, but he's still busy until 10 p.m. Khi mà anh ấy bắt đầu ở tại cái chương trình Rock TV, Ravi đến văn phòng đầu tiên và là người rời văn phòng cuối cùng lúc 10 giờ tối. Bây giờ he start a bit later. Nhưng mà cái công việc của anh ấy thì vẫn còn bận rộn cho đến 10 giờ tối. Như vậy, now he start a bit later là đáp án của câu số 23 của mình ha. Đây, người ta hỏi là công việc của anh ấy bây giờ thay đổi như thế nào. How has Ravi work change? Thì he no longer begin very early. Anh ấy không còn bắt đầu sớm nữa. Ngày xưa thì anh ấy là người đầu tiên đến văn phòng. In the morning, Ravi often chấm chấm chấm. Và buổi sáng thì Ravi thường làm gì? Work on Rock TV advertisement. Làm việc trên cái chương trình mà quảng cáo của Rock TV. Meet important people at the office. Gặp cái người quan trọng tại văn phòng. Hay là decide what to say on his program.
quyết định xem sẽ nói cái gì ở trong chương trình. Rồi mình đọc tiếp ha. Câu tiếp theo: Before lunch, he usually write his work for the show, and in the afternoon, he had meeting or make rock TV advertisement. Như vậy, ở đây mình có đủ mấy cái thông tin luôn ha. Là gặp người quan trọng là has meeting nè. Rồi làm quảng cáo là make rock TV advertisement. Như người ta hỏi vào buổi sáng thì các bạn đọc ở đây before lunch, trước giờ ăn trưa, tức là vào buổi sáng đó. He usually write his work for the show. Anh ấy thường viết lời cho cái buổi diễn. À, thì như vậy ngay chỗ này là chuẩn bị sẽ nói cái gì đó. Decide what to say on his program. Ok, 24 mình chọn là C ha. Rồi đánh dấu chỗ này vô. Before lunch, chúng ta không nói in the morning ha. Rồi, Ravi has many popular bands on his show, and the stars are often interesting people. But Ravi knows what everyone watches the show to hear great music. Getting that right is more important than anything else. Ok, câu 25 ta hỏi, what does Ravi think is the most important thing about the show? Ravi đã nghĩ cái gì là quan trọng nhất về cái buổi diễn, về cái chương trình này? Thì it has lots of interesting stars. Nó có nhiều ngôi sao hấp dẫn thì không có nói. There's great music. Đúng rồi, there's great music. Mình chọn vô ha. Và anh ấy thậm, bởi vì sao? Anh ấy nghĩ là nó là quan trọng nhất đó. He popular with the guests. Anh ấy phổ biến. Anh ấy rất là thân quen với lại những cái người vị khách. Thì không có nói. Ở đây nè các bạn, ngay chỗ này, Ravi know that everyone, mọi người xem cái chương trình này là để nghe cái âm nhạc tuyệt vời. Getting that right, that này chính là nghe, cái việc mà nghe âm nhạc tuyệt vời này thì là quan trọng hơn bất kỳ cái thứ gì khác. À, như vậy Ravi nghĩ như vậy đó các bạn. Rồi tiếp tục, Ravi know what question to ask the band member. Ravi biết hỏi cái câu hỏi gì để hỏi cái ban nhạc. He tried to make them laugh and this is easy for him. Anh ấy cố gắng làm cho họ cười và điều này rất là dễ đối với anh ấy. Sometimes he cannot remember their name. Rồi, thỉnh thoảng thì anh ấy không có thể nhớ tên họ. Vậy tiếp tục câu 26 ta hỏi là what problem does Ravi sometimes have on the Croc TV show? Là gì? Hả? He forget people name. Anh ấy quên tên của người khách. Còn he cannot stop laughing là không có nói. He questions make people angry. Không nói. Câu hỏi của anh ấy làm cho mọi người cười nữa chứ không phải angry ha. Rồi, ngay chỗ này. Đánh dấu vô câu 26. But he always has information about the band to help him. Nhưng mà luôn có thông tin của cái ban nhạc để giúp anh ấy. Rồi, sadly, thật là buồn. He works mean that he doesn't see his friend enough. Là công việc của anh ấy có nghĩa là anh ấy không có gặp bạn bè đủ, à, tức là không có đủ thời gian để gặp bạn bè. But he has great fun on skiing trip and listening to music on the time. Nhưng mà anh ấy thì có được cái nhiều cái niềm vui trong cái việc mà trượt tuyết nè và nghe cái âm nhạc suốt thời gian. Như vậy người ta hỏi là Ravi would like to spend more time. Làm gì các bạn? With his friend. Câu B nè. Còn in the mountain là anh ấy đã có nhiều niềm vui rồi. Listening to music, nghe tối ngày luôn, làm việc cho chương trình âm nhạc mà. Rồi, ok, mình đánh dấu chỗ này vậy ha. Rồi, tiếp tục. Thì đọc lại lần nữa cho các bạn dò theo ha. Cái tên ở đây là Ravi Pasta. In 2006, Ravi Pasta started working for a music company. And 3 years later, in 2009, got a job on the music television channel Rock TV. Ravi enjoyed working on television, but when he was younger, he wanted to fly planes. Later, he became more interested in football, but Ravi has always loved music. So he tried to get work with Rock TV. He bought said he gave him the job because he wanted more than anybody else. When he started at Rock TV, Ravi arrived first at the office and were the last to leave at 10 in the evening. Now he's a big leader, but he's still busy until 10 p.m. Before lunch, he usually try his work for the show, and in the afternoon, he has meeting or makes Rock TV advertisement. Ravi has many popular band on his show, and the stars are often interesting people. But Ravi know that everyone watch the show to hear great music. Getting that right is more important than anything else.
Ravi know what question to ask the band member. He tried to make them laugh, and this is easy for him. Sometimes he cannot remember their name, but he always has information about the band to help him. Sadly, he works mean that he doesn't see his friend enough, but he had great fun on skiing trip and listening to music all the time. Rồi xong ha.